Rồi rồi rồi. Kính thưa ban, ngày ta khi ta cần nhau, luôn mang chút niềm vui.
linh hồn ra đời nên yên. Chân vui bước mê say, đôi bờ linh hồn quay lòng đây. Như thế anh đêm nay, mạch thời gian đóng quay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.
thoáng quá rồi, liệu ta có kịp quên người hay. Kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các bạn thân mến, tiếp nối truyền thống quân sư trọng đạo và để nhớ về một thời áo cánh sân trường hồn nhiên trong... luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn các thầy cô. Loan và Quang sẽ chiến, xin mời cho bạn chúng ta ra đây. Nhớ là 11 cặp. Xuân và Loan, xin mời Xuân và Loan. Mời cặp đôi hồng hảo chúng ta ra đây. Một. Xin mời Hạnh và Loan. Xuân và Loan, Xuân và Loan. Xuân và Miên, Xuân và Miên. Tôi nhớ là 11 cặp đôi, xin mời các bạn. Ta mở biểu ai là cặp đôi hoàn hảo nhất. Xin mời lên, xin mời lên. Còn có. Xin mời các bạn, xin mời bạn còn ai nữa? Tôi nhớ là 11 cặp nữa, 11 cặp. 11 cặp, 11 cặp chết. Trời ơi. Và xin mời các bạn sẽ chia tay nhau và chúng ta giới thiệu từng cặp mình. Xin giới thiệu, tôi là cặp Diệu Phương. Tôi là cặp Lệ Văn. Giới thiệu tôi là cặp Thái Vi. Giới thiệu tôi là cặp Chí Thành luôn. Xin giới thiệu tôi là cặp Tăng Lệ Sơ Chí. Giới thiệu cặp Tùng Nguyên. Tôi là cặp Tùng Loan Sơ Năm. Cặp tôi là cặp Linh Xuân Sơ Năm. Xin giới thiệu đây là cặp Duyên Trang và Văn Trung Sơ Sáu. Còn là cặp Tùng và Trang nữa không? Còn còn nữa không? Và các bạn thấy các cặp đôi này cặp nào là hoàn hảo nhất? Theo tôi thấy tất cả đều là hoàn hảo, chứ bạn cho tôi bảo tên. Và xin bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cặp đôi hoàn hảo nhất trong liên hoan chúng ta. Xin bạn tiếp tục trong ràng bảo tay. Và đề nghị là chúng tôi cùng có đề nghị là trước mặt các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ôm hôn thân thiết là chúng ta để cảm ơn sao bao giờ chúng hết. Xin mời, xin mời, 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 mời. Rồi, xin kính mời các bạn.
Quay phim ở đây.
quý đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các anh chị cầu sinh niên khóa 1987-1990. Về dự buổi họp mặt hôm nay, thay mặt đảng ủy, ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường, xin trân trọng gửi tới quý đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các anh chị cùng sinh khóa 87-90 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Vâng, xin các thầy cô và các bạn một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thưa thầy đảng, thầy cũ của tôi, thưa thầy cô giáo, cựu học sinh khóa 87-90, thật là xúc động được đại diện mời lên phát biểu. Chúng tôi thấy truyền thống của nhà trường ngày càng phát triển, học sinh ra trường nhớ về trường cũ, nhớ thầy cô, những người cùng mình làm nên sự nghiệp hôm nay. Em xin kính chào các thầy cô, chào các bạn K8790 hôm nay đã có mặt ở sân trường mình để dự cái ngày hội của khóa sau 25 năm ra trường. Thật ra thì hôm nay em không có chuẩn bị trước, cho nên em cũng không biết nói gì, chỉ biết là rất là cảm ơn các thầy cô đã có một cái khoảng thời gian dạy dỗ bọn em để cho chúng em trở thành những người có ích cho xã hội như ngày hôm nay. Sau khi các thầy cô nhập hình xong thì các bạn chúng ta hãy phân theo lớp và cùng với các thầy cô giáo cũ của mình để chụp hình lưu niệm. Đi
tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay được mùa tập mưa cho phù mô oi ăn mà ngọt ngon nhớ người quân cầm bàn tay quê luôn ngó và yêu thương bàn tay yên đau bàn tay yên riêng sắp cho các ngàn sơn những bàn tay chung chung kiên cường để đường đi tới chân trời tươi sáng như tình yêu trao cho người yêu Thank you.